Tình hình lúc này đang căng thẳng, Hàng chưa về được. Nhưng anh Tư dặn tất cả phải trong tư thế sẵn sàng phòng khi có phi vụ đột xuất. Tất cả hiểu chưa? Dạ. Dạ. Đi bay. Anh Hùng. Làm gì buồn như vậy? Làm gì có. Hôm nay hàng ít quá, không có tiền phải quá anh ơi. Thì làm ăn mà, đúng chị đúng khác chứ mày. Nè, mày làm bên đây trước tao. Có khi nào mày thấy mặt của đại ca chưa? Mọi hoạt động á đều thông qua anh hai hết. Em cũng nghe anh hai nói á, trừ khi những phi vụ lớn lớn thì đại ca mới xuất hiện. Cỡ như mà những cái phi vụ mà buôn bán vũ khí hạng nặng mà ông có xuất hiện á, cũng đeo mặt nạ. Vậy nếu muốn gặp đại ca thì phải làm sao mày? Dễ gì anh ơi, muốn gì á thì phải thông qua anh hai trước. Làm gì bí mật như vậy? Hả? Mày tính làm ở đây bao lâu vậy? Cẩn thận, ở đây đừng có nói lung tung. Tao hỏi tiền nè, mày tính làm tới bao lâu? Bộ anh tính dạy nghệ hả? Anh nên suy nghĩ kỹ đi. Tại vì á, trước giờ chưa ai vào đây mà ra được á. Tại sao vậy? Lúc mới vô, em có nghe anh hai nói một lần, cũng có một người muốn xin về quê, đại ca nhất quyết không cho. Mà người đó vẫn cứ đi, và đã lãnh hậu quả là một phát súng vô đầu. Ủa anh hai, đi đâu hả? Hôm nay mẹ đi chợ nấu đồ ăn ngon quá mà anh đi đâu vậy? Thôi anh không ăn đâu. Nè, con đi đâu mà sửa soạn từ chiều giờ lâu quá vậy? Con ra ngoài gặp người bạn chút. Bạn? Bạn nào? Hồi đó giờ mẹ có thấy con có bạn nào đâu. Mẹ mẹ, con nghi ngờ anh hai có bạn gái đó mẹ. Thằng quỷ, đừng chọc chọc anh hai nghe chưa. Nè, thằng Dũng nó nói thiệt không vậy? Nếu mà thiệt á, con có bạn gái thì dẫn về giới thiệu cho mẹ nha không. Mẹ, đừng nghe thằng Dũng nó bậy. Con đâu thích có bạn gái đâu chứ. Mắc công phiền phức, chứ mận tay chân lắm. Em đó, lo có bạn gái đi, ở đó chọc ghẹo anh. Cả con nữa, hai anh em con á, đứa nào cũng gần 30 rồi, mẹ cũng gần 60 tuổi rồi, phải lấy vợ rồi có cháu cho mẹ ẵm bồng nữa chứ. Được rồi, mai mốt mẹ sẽ có cháu ẵm bồng. Nè, anh hai lấy vợ rồi, anh hai có con, sắp tới mẹ được ẵm cháu rồi. Cái thằng quỷ này, dám chọc anh nữa. Dạ, cái đầu mà như con nít vậy đó. Chọc anh nữa, chọc anh nữa, đau. Chết. Hôm qua mình hẹn cổ mà mình quên hỏi chỗ nào. Tôi kể đi, chắc chắn là sẽ gặp, rồi cô sẽ đi làm ra mà. Ủa mày, em về rồi sao quay lại làm gì? Hôm nay em đâu có được đâu. Anh Bảo, em có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Thôi được rồi, mình vô trong nói chuyện. Ừ. Chắc là hôm qua cô chỉ nói đùa với mình thôi. Vậy mà mình cứ tưởng người ta là bác sĩ mà, làm sao để tới mình được chứ. Em sao vậy? Sao không bỏ nhà nghỉ đi, tới đây làm chi? À, đừng nói nhớ anh mà chạy vô đây nha. Dạ, anh Bảo à, em xin lỗi anh. Xin lỗi anh? Tại sao em lại xin lỗi anh? Anh còn chưa kịp cảm ơn em vì chuyện hôm nay, em đã nói tốt cho anh trước mặt ba em và mọi người nữa kìa. Em biết ba em nói gì với anh rồi. Sao em nói vậy? Anh à, tại vì hôm bữa em mất tích đột ngột, anh tìm em không có được nên là mới tới nhà em đúng không? Anh lo cho em như vậy, ba em lại... Anh à, em xin lỗi anh nha. Mai nè, đâu phải là lỗi của em đâu. Ba em cũng chỉ vì thương em nên mới làm như vậy. Anh không có suy nghĩ gì đâu. Anh không trách ba em chứ? Em khờ quá, tất nhiên rồi, làm sao anh trách được. Nè,
Còn em đó, bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Thật ra ba em làm như vậy là cũng có nguyên nhân của nó. Vì trước đây có một bác sĩ khoa ngoại vô làm, ảnh chính là chồng tương lai mà ba mẹ em đã chọn cho em. Nhưng mà không ngờ ba em phát hiện ra ảnh là một kẻ nghiện ngập. Bao nhiêu tiền, tài sản của bệnh viện đều bị ảnh mòn dần rút mòn. Ảnh quen em á cũng vì muốn có được cái bệnh viện này. Sau đó ảnh được đưa đi cai nghiện, rồi ba em từ đó không còn tin tưởng ai nữa. Bắt đầu từ đó ai mà tiếp cận em, ba em lại nghĩ là có âm mưu gì với em. Từ nhỏ tới lớn em chỉ có một mình hả? Chỉ có một mình con Ngọc là tâm sự với em thôi, nhưng không phải lúc nào nó cũng hiểu em. Từ khi có anh lúc nào cũng bên cạnh động viên cho em. Anh giống như là người thân của em vậy đó. Cho nên em thật sự không muốn có bất cứ điều gì mà làm cho hai đứa mình không phải là bạn nữa. Anh hiểu không? Mai nè, em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. Em cảm ơn anh. Khờ quá. Em uống cà phê đi. Đừng có buồn nữa. Bây giờ trên đời này không có thiếu đàn bà. Bây giờ anh có muốn không? Em kêu một cái là nó tới. Con nào là con đó luôn. Nghe mày đi. Xin đừng nói tầm bậy tầm bạ không à. Tao có cần đàn bà đâu chứ. Em hồi nãy giờ em có thấy có ai tìm chị không? Dạ không chị. Anh ơi, chào tao chút đi. Điện thoại. Sao mà không bắt máy vậy? Alo, là anh Hùng phải không? Alo, ai đó? Tôi là Mai. Mai cái gì mà Mai? Ở đây không có ai tên Mai hết á. Ôi mi, phải hiền quá. Không lẽ mới đó mà quên mình rồi hả? Hay là giận mình mới nói vậy? Bà này bảo phiền thiệt á chứ trời. Trời ơi, ghét mình tới vậy hả? Mình chỉ quên chút xíu thôi mà. Mày nói ai gọi cho tao? Không biết nhỏ nào á. Nè, mày dậy đi. Mày nói ai gọi cho tao? Không biết mà. Không lẽ là Mai? Mình chỉ biết của mình Mai thôi à? Mình như là Mai vậy á. Chính xác là cổ rồi. Alo, tao với ba tao vừa đang chiến tranh lạnh đó. Nhưng mà tao thấy là mày đã giải thích với ảnh rồi mà. Thì chắc chắn là anh bảo sẽ không nghĩ gì nữa đâu. Tao chỉ mong con vậy thôi.